Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹp và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thì quý vị, chúng tôi xin phép được trả lời một vài điều là quý vị trong chương trình của đọc báo Vẹp, thì quý vị xem xong có những cái lời đóng góp phía dưới đó. Yeah. Thì có những trên người, YouTube đó hả anh? YouTube đó. Yeah. Thì chúng tôi cũng bị mắng vốn. Trời nóng mà nó 90 độ F. Nói cho người Việt Nam nghe, bọn nói cho Mỹ xong rồi F. Thì quý vị, đó là khoảng 32 độ C. Xin lỗi, bởi vì chúng tôi sống ở bên Mỹ thì cái xài độ F rồi ga lông rồi là phít. Mai thì dặm lên này kia phải không? Nó quen thì tại vì ở Mỹ nó quen, quý vị cũng thông cảm cho. Chúng tôi xin lỗi, nhưng mà đó là lỗi của chúng tôi. Tại vì mình nói với người Việt Nam thì khoảng 32 độ C. Rồi. Thực sự đó thì cái chương trình này không phải chỉ cho người Việt Nam ở Việt Nam, mà cái chương trình này cho người Việt Nam ở khắp thế giới, và đặc biệt cái original, cái đầu tiên của cái chương trình nguyên thủy, cái chương trình được phát hình đầu tiên là trên đài SBTN, là một đài truyền hình của người Việt Nam ở hải ngoại và đặc biệt là Hoa Kỳ này, cho nên thưa quý vị, nó thành cái nếp rồi, nó quen bao nhiêu năm rồi cũng... thì quý vị thông cảm cho. Rồi, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện nhỏ, thôi chúng tôi sẽ sửa lại. Rồi còn có người bảo là các anh bảo là cộng sản y tờ, cộng sản dốt mà cai trị toàn đất nước 43 năm nay à. Thì quý vị, cai trị 43, toàn đất nước 43 năm đâu có nghĩa là không dốt. Mà chính vì cái sự dốt nát mà cai trị đất nước lâu như vậy, cho nên bây giờ quý vị thấy kinh tế, rồi giáo dục, rồi là y tế, đụng vô đâu là nó hư đó, đụng vô đâu là nó nát đó. Mà một lát nữa thì chúng tôi sẽ thưa chuyện với quý vị về cái chuyện mà điểm thi đó. Bây giờ là nó xin lỗi quý vị dùng cái chữ là nó thối rùm ở trong nước. Với cụ thể thực tế thôi, quý vị cứ hỏi những người đang điều hành đất nước bây giờ như là Nguyễn Phú Trọng, như là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn, như vậy trình độ cao như thế nào thì quý vị biết rồi, đâu cần phải nói nhiều đâu, mọi người đều biết cả mà. Giấu được sao được. Chỉ có như thế này là nếu như sau 43 năm mấy ông đã làm cho đất nước giống như Singapore, giống như Mã Lai Á, giống như là các nước lân cận, thì mà chúng tôi bảo dốt thì là chúng tôi nói sai. Đúng rồi. Cái này đến rõ ràng nó là như vậy, cái VGLM với Margin Việt Nam thì nó rõ ràng như vậy, không ai phủ nhận được. Rồi thì có những ý kiến đóng góp khác này thì chúng tôi xin cảm ơn. Nhưng mà phải nói là mình phải nói theo kiểu trong nước sao ha. Là tuyệt đại đa số là ủng hộ. Cảm ơn quý vị. Vâng, thì dĩ nhiên là cái chuyện mà gọi là nổi cộm nhất trong tuần này là vấn đề điểm thi ở Hà Giang, vân vân. Nhưng mà trước khi Hoàng Tuấn anh đã chuẩn bị những cái bài liên quan tới cái đề tài này, thì mình không có một cái tin trước đó là tin mà báo Tuổi Trẻ Online bị đình bản 3 tháng. Đây là tin của VN Express đăng, và dĩ nhiên là hầu như báo nào cũng đăng cái tin này, tại vì đây là cái tin lớn thưa quý vị. Lý do anh? Quyết định của Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông nêu, ngoài việc bị đình bản, báo còn phải nộp phạt 220 triệu đồng. Thì như thế này, trong bài viết Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình đăng ngày 19 tháng 6 2018, Tuổi Trẻ Online đã thông tin. Tiếp xúc với cử tri, vai trò đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói ông đồng tình với kiến nghị cử tri cần có luật biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về nội dung này. Quyết định của báo chí đánh giá đây là thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Thì thực sự ra thưa quý vị, chúng tôi cũng không biết lý do tại sao mà Tuổi Trẻ họ đăng tin như vậy. Có thể họ nghe thấy rồi họ viết lại cái tin và họ đăng như vậy, và cái tin này có thể không phù hợp với đường lối nhà nước. Mặc dù ông chủ tịch có thể lúc đó ông nói như vậy, nhưng mà bây giờ thì mình đăng như vậy và nó không phù hợp, cho nên là mình bị ảnh hưởng. Đáng có thể là nước, như vậy. Đảng và nhà nước không đồng ý. Gần không đồng ý. Hoặc cũng có thể có một cái chuyện khác nữa thưa quý vị, là vì cái lòng, cái ý muốn của người viết cái bài viết này, của tờ báo này và của rất nhiều người, cũng như ngay cả của ông chủ tịch nước nữa, là ai cũng mong muốn cái luật biểu tình nó phải được thông qua. Có luật đất nước của mình 40 mấy năm rồi, như cái vị độc giả, thính giả, khán giả nào vừa nói đó, là điều hành đất nước 40 mấy năm rồi, mà có mấy cái chuyện biểu tình nhỏ như là cái gì, người ta bảo nhỏ gì ở Việt Nam thường hay nói đùa là nhỏ như con thỏ, nhỏ như con thỏ mà không thông qua được thì làm gì những cái chuyện lớn nữa. Thảo nào đất nước cứ càng ngày càng loay hoay với mấy con ốc vít như vậy. Sao nhỏ như cái con vít, bây giờ phải nhỏ như con vít mà làm không. Có thể là như vậy, cho nên là rồi họ đăng thì bây giờ họ bị phạt. Chưa hết, cái thứ hai nữa, quyết định cũng nêu trong phần bình luận dưới bài viết là sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc miền Tây đăng ngày 26 tháng 5 trên Tuổi Trẻ Online thì có thông tin là gây mất đoàn kết dân tộc. Tức là báo Tuổi Trẻ Online họ đăng cái bài đó, bài sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc miền Tây, thì dưới những người góp ý đó anh, có người ta góp ý là cái này là kiểu như là người miền Bắc là cai trị miền Nam, dân miền Bắc cai trị miền Nam, đã khá là như vậy thì là mất tình đoàn kết dân tộc.
Thì thưa quý vị, cái là tội cho báo Tuổi Trẻ Online, nhiều khi những cái người góp ý kiến người ta cũng thực tâm thôi, tự do ngôn luận, tự do, mới là người ta thấy, chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn huyện nhà người ta, huyện người ta toàn người Nam không à, đất thì đất trong Nam, dân thì dân Nam, mọi người đóng thuế đi làm á, đóng thuế là người Nam, tất cả là đóng góp xây dựng đất nước, cái để xây dựng làm ruộng cái người Nam mà ngồi trên đầu mấy ông bác thì người ta phải nói chứ, cái đó chỉ là thực tế thôi. Và nếu mà nó có, nó cái thực tế nó là như vậy thì người ta nói thì tại sao lại bảo người ta là mất tình đoàn kết dân tộc? Cái đó là hạnh phúc của dân tộc, tại vì miền Nam thì làm mà miền Bắc thì ngồi trên. Thì cái đó là thực tế. Mà lý do đóng cửa báo là bởi vì sai sự thật phải không? Thứ nhất là không đúng sự thật, thứ hai là đăng cái tin gây ảnh hưởng đến tình đoàn kết dân tộc. Như vậy thì tôi thấy cũng phải đóng cửa nhiều tờ báo lắm. Tại sao? Bởi vì bây giờ đảng và nhà nước luôn luôn kêu gọi là những khúc ruột ngàn dặm, chúng ta phải hòa hợp hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ, cùng hướng về tương lai. Anh thuộc bài nhé. Thế mà có cái không biết cái bọn nào mà nó cứ bảo là cái bọn phản động lưu vong ở ngoài này, người ta làm hở một tí tiền thì nó một năm gửi về mười mấy tỷ, mà hở một tí là cái bọn phản động lưu vong chạy theo. Bây giờ vẫn còn những cái bài tờ báo, những tờ báo mà viết về những cái chuyện mà trong những dịp nhân kỷ niệm, ví dụ quân đội nhân dân hay là 30 tháng 4, hay là những cái chiến thắng hào hùng này kia đó, vẫn còn bảo là chạy theo đế quốc Mỹ. Thế cái đó nó cũng gây mất tình đoàn kết dân tộc anh ạ. Cái thứ hai nữa là nếu mà đóng cửa báo đó thì tôi nghĩ là đóng cửa luôn cái Bộ Giáo dục. Tại sao anh thấy báo viết sai như vậy đóng cửa phạt? Thế mà bao nhiêu năm cứ dạy cho mấy đứa trẻ là có anh hùng Lê Văn Tám, cuối cùng nó chả có 8-9 gì cả, nó láo toét như thế, thì mình dẹp luôn cái Bộ Giáo dục, nó láo quá. Được. Mà không phải là nó một ngày một bữa, mà nó dạy biết bao nhiêu thế hệ. Được. Thì bây giờ thì người ta còn nói về tới cái chuyện là chị Võ Thị Sáu nữa, bây giờ trong nước người ta cũng phân tích ra. Thì thưa quý vị, nhân chúng tôi xin tắt ngang chút xíu, nhưng nói về cái chuyện mà đóng cửa Bộ Giáo dục đó. Thế bây giờ về cái chuyện mà anh Hùng Nguyễn Văn Trỗi đó, bây giờ cũng cả một vấn đề gây go nè, có nhiều người đặt vấn đề là cũng khó khăn lắm. Có nhiều người cũng lo ngại, nhiều người cũng lo cho cái lịch sử đảng đó. Nó bây giờ người ta bảo là khi anh Trỗi đem ra pháp trường đó, trong có bài hát là phút giây thiêng anh gọi bác ba lần, tức là anh vẫn dõng dạc, sống như tôi, sống, anh kêu gọi rồi phải là hô tên Bác Hồ. Ủa như thế thì Mỹ Nguyễn nó nhân bản quá, tử tù. Mà nó không bịt miệng, mà nó lại cho hô ba lần. Như thế thì quá nhân bản, đúng không? Đúng rồi, mà cái vấn đề là như vậy. Nó có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất ấy, là đảng ta xạo lên, đảng ta dựng lên anh ạ. Cái chuyện đó là mình dựng, mình thích là mình dựng thôi. Không, mình chưa thần thánh. Cái chuyện, tôi khoan nói cái chuyện mà đảng, nhưng mà tôi chỉ nói cái chỗ như thế này nè. Anh Trỗi á, là hô ba lần. Thì tức là ý của anh đó là... Thời là Mỹ Nguyệt. Mà bây giờ chúng ta so sánh nè. Linh mục Nguyễn Văn Lý mới hô cái bịt miệng lại, mà chưa phải ra pháp trường, mới ra tòa thôi đấy. Thế thì Mỹ Nguyễn nó nhân bản và nó dân chủ hơn là ta ngàn lần. Còn nếu bây giờ mình bảo là không, cái này không có, Mỹ Nguyễn nó không cho nói, thế thì đảng ta nói xạo à? Thì tôi đã bảo anh phải đặt ra hai trường hợp. Một là đôi khi lúc đó là mình đang ở đỉnh cao trí tuệ loài người đó, mình cứ sáng tạo đó thôi, đấy là óc sáng tạo của đảng ta. Cái tình hình này thì những người mà lo lắng về chuyện này rất căng. Nhất căng lắm. Nhưng mà tôi thấy cái chuyện mà điểm thi nó còn căng hơn, mời anh. Rồi, cái điểm thi thì một lát nữa chúng ta sẽ tiếp. Để nó có cái chuyện này nó cũng thuộc về nhiều người quan tâm tới là William Nguyễn bị trục xuất ngay lập tức khỏi Việt Nam. Nên là quý vị cũng biết là anh William Nguyễn về Việt Nam biểu tình để mà chống đối cái luật đặc khu và an ninh mạng thì bị bắt và bảo rằng là phá rối trị an. Và theo luật của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì có thể phạt từ 2 đến 7 năm tù. Nhưng mà bây giờ thì cho rằng viện kiểm sát cho rằng bị cáo là người nước ngoài, lần đầu phạm tội từ Việt Nam, nên đã đưa ra mức đề nghị hình phạt là trục xuất. Thì đó là theo báo trong nước. Nhưng mà hôm nay chúng tôi biết là những dân biểu Mỹ người ta có áp lực, nên bây giờ Việt Nam phải giải quyết vấn đề này. Không thể là cái chuyện mà người ta bày tỏ tự do cái chính kiến của người ta mà lại bị đánh đập nữa. Đánh đập và bị tù. Nếu mà không giải quyết vấn đề này thì Việt Nam có thể sẽ nhận chịu những cái hậu quả sau này. Mà thực sự ra đó, người ta biểu tình là người ta phản đối cái luật đó, phản đối thôi. Chứ hoàn toàn là không chống đối nhà nước. Người ta không có bảo là phải lật đổ. Lật đổ chế độ mà không chống đối nhà nước gì cả. Nhưng mà tại vì mấy anh sợ đó. Mấy anh sợ quá cho nên mấy anh thấy biểu tình là mấy anh sợ rồi. Thảo nào cái luật biểu tình nó chưa thông qua. Lẹ lẹ thông qua sớm dùng để cho người dân biểu tình mà an toàn không bị bắt nha. Nhưng mà khoan, tôi hỏi anh chỗ này nè.
Tại sao mà Mỹ nó mới lên tiếng, thế là mình trục xuất ngay à? Yeah. Như thế là cái này là vấn đề ngoại giao hay là mình còn sợ Mỹ hay là yeah. mình sợ Mỹ? Tôi nghĩ có thể là mình nể, mình làm việc với chung với nhau thì mình cũng nể. Nhưng mình cũng nể mặt tí xíu ha. Nhưng mà ít nhất là Mỹ nó nói, mình thả. Còn có nhiều khi có như nước lạ đấy, nó chưa nói, nó chưa làm gì, nó hò cái là thả ngay. Cái đó mình mới sợ. Chứ còn Mỹ ít nhất là cũng về vấn đề ngoại giao, thấy không? Cũng lên tiếng, rồi cũng can thiệp cho công dân của mình. Đến kia mình chơi đẹp, mình thả. Ít nhất là bên ngoài thể diện thì nó cũng là được như vậy đi. Cũng còn được đi. Còn nước lạ nữa. Tôi sợ là có nhiều nước nó mới ho cái là mình thả liền. Hay là mình chưa, mình hoặc là công dân nó sang, nó có quậy, nó làm nát nước ra, mình cũng không dám làm gì. Tôi thưa kể với anh với quý vị một cái chuyện có thật ở ở miền Trung, ở Đà Nẵng. Yeah. Tôi có nhận tin mình ở miền Trung cho biết. Chính người quen mở một cái tiệm bán mì Quảng ở Quảng Nam Đà Nẵng, nên biết là cái món phổ thông ai cũng thích ăn phải không? Thì xin lỗi quý vị, cái bọn tàu khựa đó nó qua nó ăn. Nó ăn xong nó bưng tô, nó chạy vào trong bếp, nó múc tự động, nó vô nó vớt thịt thà nó ăn. Thế mà không ai dám làm gì cả. Bây giờ nếu mà làm căng với nó đó thì nó sẽ là sổ xa. Mà người dân người ta biết chắc khi mà làm căng với cái bọn, xin lỗi quý vị, chúng tôi phải dùng cái bọn khốn kiếp này đó, thì là chỉ có thiệt thòi, bởi vì công an địa phương không dám đụng tới. Tức là nó binh vực cho cái bọn tàu cộng, nhưng mà đối với dân mình thì nó không có ngăn tới. Thế là khốn nạn như đất nước mà. Cho nên là cô giáo Trần Thị Lam nói là đất nước mình ngộ quá, phải không ai? Nhưng mà thưa quý vị, chỉ ngộ nó nhẹ quá. Bây giờ có những cái chuyện nó rất là khốn nạn. Quý vị thì tưởng tượng một cái thằng tàu cộng, nó bưng tô, nó chạy vô trong quán, nó tự động nó múc thức ăn nó ăn. Mà nó đó. Mà đau khổ cho người dân một cái á, là chính quyền có đó nhắm mắt ngó làm ngơ, không can thiệp. Chính quyền địa phương coi nó là như ông nội mà. Cho nên là người dân phải chịu thua, bởi vì nếu người ta mà làm mạnh tay thì nó sẽ là xô xát. Mà xô xát thì đương nhiên là chính quyền địa phương, công an đó, nó binh cho các bọn tàu cộng nhất không binh. Chứ không phải đưa ra tòa xét xử, và đây là người nước ngoài lần đầu tiên nó phạm tội. Đưa ra tòa xét xử mà nó xét xử cái người mình chứ không phải xét xử người kia. Thế nó khốn nạn. Rồi. Anh không nói cái chuyện mà điểm thi thì tôi nói. Tôi cũng chờ lâu quá rồi. Tại vì cái này mà mình không nói đó, thì là những bạn đọc hay là bạn xem đài sẽ bảo là mình bỏ qua cái chuyện nó. Tôi cũng có chứ. Vậy thì mời anh đi, anh nói, anh dẫn đầu câu chuyện thì tôi lại tiếp tục. Tại vì có lẽ là để mình để cái phần sau đi. Cũng được. Nhưng mà tôi chỉ đề nghị thế này, cái tỉnh Hà Giang đó. Thì đối với người miền Bắc thì phân biệt rõ ràng, cái chữ có chữ rê và chữ không rê. Tới người miền Nam hay là người miền Trung chúng tôi thì có rê cũng là giang, mà không có rê cũng là giang. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đề nghị cái tỉnh này là đổi tên, là nếu thì miền Bắc là không phải là Hà Giang, mà cái tỉnh này đổi tên là Hà Giang thì chúng nó gian một lũ. Khi trở lại với quý vị thì chúng tôi sẽ nắm đến chuyện đó. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Được tặng thêm một hộp Q10 60 viên, bổ tim mạch, bổ óc, tăng cường trí nhớ và bổ mắt, giá bình thường 50 Mỹ Kim. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580.
là giỏi. Nước mắm nhĩ hiệu Red Bull, một món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam. Chỉ có nước mắm hiệu Red Bull, chiếc thuyền màu đỏ là nước mắm nguyên chất Phú Quốc, ai dùng cũng khen ngon nhờ chất lượng đậm ngọt 100% thiên nhiên, lưu truyền hàng trăm năm, đặc chế nguyên chất cá cơm với muối biển thiên nhiên, có thể dùng để thực hiện mọi thức ăn dân tộc như kho cá, kho thịt, làm bò lúc lắc và nhất là ăn sống, thật là tuyệt vời. Quý vị khi mua sản phẩm luôn nhớ nước mắm nhĩ hiệu Red Bull luôn luôn có hình chiếc thuyền buồm màu đỏ. Thưa quý vị, trở lại chuyện xảy ra ở cái tỉnh Hà Giang ấy. Thế về Hà Giang nhé, chúng nó gian quá. Thì báo Dân Trí, vụ sửa điểm, sửa điểm cao bất thường ở Hà Giang chỉ mất 6 giây để sửa một bài thi. Và cái ông là Nguyễn Cao Khương, phó trưởng phòng 4 của A83 của Bộ Công an, bây giờ Công an vào cuộc rồi đó. Thành viên tổ công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo thì cho biết rằng ông Vũ Trọng Lương là phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, ông này quản lý chất lượng đó nha, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang đã trực tiếp can thiệp vào kết quả của thí sinh từ máy tính quét trắc nghiệm. Ông Lương chỉ mất khoảng 6 giây để sửa mỗi bài thi. Rất là nhanh. Một bài đó, cho nên là ông sửa đâu có mấy trăm bài nè. Dạ vâng, với lại cái này nhiều khi thực tập trước rồi anh, rồi sẵn sàng rồi, đến khi đến cái giờ đó là mình hành động thôi. Tức là cái thao tác nó đã đúng không? Thế cái vụ mà sửa điểm nó kinh hoàng quá, làm cho cả nước phải lên tiếng. Và nó kinh hoàng một cái chỗ thì ai cũng biết rồi, là một cái tỉnh nhỏ mà tại sao mà học sinh mà giỏi một cái xuất sắc bất ngờ trong cái những nơi khác như là Sài Gòn, như là ở Hà Nội vân vân, vẫn nổi tiếng là những nơi mà có nhiều học sinh và học sinh giỏi mà vẫn thua xa tỷ lệ học sinh đậu cao như thế này. Thì ai cũng biết là bây giờ người ta nhập hai là một, thi tốt nghiệp phổ thông và thi vào đại học thành một kỳ. Em nào có điểm cao thì có nhiều cơ hội hơn để mà vào những cái trường lớn, trường quan trọng. Thì thưa quý vị, cái chuyện đã xảy ra Hà Giang là sửa điểm, Hoàng Tuấn vừa nói, Nguyễn Khôi không cần nhắc lại về chi tiết nữa. Nhưng mà sau khi mà sự việc xảy ra đó, thì một trong những em mà nó bị sửa điểm á, lại là con của ông Bí thư tỉnh. Bị sửa điểm ấy. Bị sửa điểm bởi sửa điểm tốt nghiệp, có tội, rất là tội nghiệp em. Không, là điểm nó thấp mà nó bị sửa thành cao. Thì báo Dân Trí có bài là Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói gì về con gái được nâng điểm. Đó là tựa đề của bài như vậy. Nhưng mà thực sự khi trả lời như là phóng viên á, thì ông nói là con của ông bị nâng điểm. Bị nâng. Ông không biết tại sao. Ông không biết tại sao, cho đến bây giờ ông vẫn không biết tại sao. Và chắc có lẽ là khi chúng tôi nói chuyện với quý vị, ông vẫn không biết tại sao. Là tại vì ông đâu dám biết tại sao, ông đâu dám nói. Tại vì tôi bảo cái thằng kia là mày cho điểm con ta cao thì nó phải cho chứ, là sao mày là trùng hợp nhiều khi nó sửa điểm người khác rồi nó đụng tên con ông. Tức Nguyễn Khôi nói chuyện với Hoàng Tuấn trước cái chương trình, khi theo chương trình này, thì Nguyễn Khôi có nói với Hoàng Tuấn là thì cái chuyện mà xảy ra ở trong một cái tỉnh mà con ông Bí thư là người cao nhất tỉnh, mà điểm của em mặc dù em học cũng bình thường, em học rất là thường, tại vì thường thường con nhà giàu mà con bí thư thì không cần phải học giỏi, thì đương nhiên là nó cũng phải mai mốt là cũng là đương nhiên nó được cao rồi. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, ai cũng biết đó rồi. Là cơ cấu cơ cấu từ xưa giờ ai cũng biết cái chuyện đó rồi, không cần phải học cao, cũng như con Lê Duẫn thì đâu cần phải học giỏi đâu. Vâng, thưa quý vị, thì không học cao mà bây giờ điểm lại rất là cao. Thì nếu cái chuyện đó nó xảy ra thì anh phải cắt nghĩa theo hai hình thức sau đây. Thứ nhất, nó chỉ là sự trùng hợp tình cờ ngẫu nhiên thôi, chứ trùng hợp ngẫu nhiên rồi, tình cờ nó như vậy thôi. Và cái thứ hai nữa, anh phải nhìn theo cái hướng là lạc quan. Anh đừng có bi quan như những cái phóng viên nhà báo soi mói như thế này. Phóng viên bây bảo là phải đóng cửa. Anh phải nhìn một hướng lạc quan. Đây là hạnh phúc của dân tộc. Vì rồi nó học cao như vậy. Cái câu này nghe quen. Thì quả quyết tâm đấy. thì là như thế này anh ạ. Nó được điểm cao. Nó có bố nó làm cao. Nó được điểm cao. Thì nó vào cái trường giỏi, nó sẽ đứng đầu rồi mai mốt nó sẽ đứng trên, nó sẽ ngồi trên, nó tiếp tục ngồi hạnh phúc của dân tộc, làm lãnh đạo. Nó là lãnh đạo, tôi nhớ rồi, đúng rồi, con lãnh đạo mà làm lãnh đạo tức là hạnh phúc của dân tộc. Anh phải hiểu theo cái tinh thần lạc quan như vậy. Đúng rồi. Có điều cứ thử tưởng tượng, thưa quý vị, học thì dốt mà điểm thì nâng cao, mà nó vào trường y nó là bác sĩ anh ạ, chết cha luôn. Thì trên Facebook người ta nói bây giờ quý vị thử tưởng tượng, người ta cũng tội nghiệp cho các em cũng là nạn nhân thôi. Bây giờ nó học thì kém mà nó đang đi lên đường thì nó ra bác sĩ, nó đi chữa bệnh nè,
đứa nó làm kiến trúc sư nè, đứa nó làm kỹ sư xây dựng là chết cha luôn. Rồi đứa nó qua ngành giáo dục, rồi nó dạy người ta, rồi nó qua bên ví dụ bên công an pháp luật thì nó xử sao. Không hiểu được. Thưa quý vị, chúng tôi biết ông Trần Đức Quý là ông phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, ông nói rằng là ở trong một kỳ thi thì có nhiều đối tượng thi, đúng thì trong đó có con em lãnh đạo thi, người thân lãnh đạo thi, nhưng mà tôi không nghĩ là có cái chuyện mà tôi nghĩ là không có, không thể nào có cái chuyện mà lãnh đạo nói là phải cho con tôi vào trường đại học này trường nào kia. Ông ấy tên là gì anh? Ông tên là ông Trần Đức Quý. Tôi nghĩ rằng chuyện không có chuyện đó, nếu sai ở đâu, sai mức độ nào thì mình sẽ xử lý và trả lời sau, bởi vì đang điều tra. Mà tôi nghĩ ông này ông nói đúng là lãnh đạo không nói là phải đưa con tôi vào trường đại học nào cả. Lãnh đạo chỉ biểu mày nâng điểm cho tao thôi, còn đưa vào trường nào tao tính sao. Tôi anh Hoàng Tuấn nói vậy thì cũng kỳ, anh nói như vậy anh tội nghiệp cho các vị lãnh đạo trong nước. Tôi không nghĩ là lãnh đạo là nói cả, có thể là cái vị phó lãnh đạo nói, hoặc là vợ của vị lãnh đạo nói, hoặc là đàn em của vị lãnh đạo nói, hoặc là thư ký của vị lãnh đạo nói thôi. Chứ lãnh đạo thì không nói trực tiếp. Vị lãnh đạo chỉ nói với những người thư ký đó, hay là vợ, chứ không bao giờ làm việc trực tiếp anh ạ. Đâu nó phải có hệ thống nào mà anh dễ gì, anh tưởng anh làm anh chấm thi, anh kiểm soát thi mà anh ấy được nói chuyện với tình ủy, anh tưởng anh dễ dàng lắm mà. Anh nói cái vụ này tôi mới nhớ ngày xưa mấy người tài xế Việt Nam đó, người ta bảo là mấy ông công an cũng hay làm việc gián tiếp lắm. Mấy ông công an đứng mấy cái trạm đó, đúng rồi, cái tự nhiên ông đứng đó chứ ông đứng nhìn lên trời luôn. Hôm nay đám giỗ ông già vợ mà kiếm không ra con gà. Dạ vợ ông con gà đâu có liên quan gì anh đâu. Nó không biết kiếm đâu ra mấy con gà để làm đám đám giỗ ông già vợ. Thế thì ông đứng ngay trạm, ông nói khơi vậy thôi. Chiều nay đám giỗ ông già vợ mà không biết kiếm đâu ra mua đâu ra mấy con gà. Thế là chiều đó có nguyên một bầy gà để mang tới. Thế cái hôm khác thì nó cha, hôm nay đứa con nó đi học rồi, bây giờ muốn kiếm mấy đôi giày cho tốt cho nó ăn mà kiếm cái đâu ra. Thế là tự dưng thế là ngày mai nó lại có giày. Hay quá. Ngoài tỉnh Hà Giang thì người ta cũng trong những ngày báo chí có đăng tin là một số tỉnh khác nữa. Ủa vậy nữa? Dạ, một số tỉnh khác nữa. Nhưng mà có điều là bất chợt thì chúng ta không nhớ tỉnh nào, nhưng mà chắc chắn là có nhiều tỉnh khác nữa, nhưng mà người ta cũng đang đặt câu hỏi thôi. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng tôi thấy là các tỉnh khác này, cái này phải hỏi anh Hoàng Tuấn này. Tôi nghĩ anh Hoàng Tuấn là người thông minh và anh có thể trả lời được câu hỏi của chúng tôi. Là các tỉnh đó chúng tôi thấy là hoàn toàn ở phía Bắc anh ạ. Ở cái nôi của xã hội chủ nghĩa. Chứ còn ở miền Nam này có phải dân miền Nam mà lại không có những cái chuyện lộn xộn không đấy. Có chuyện nâng điểm không? Cái chi gian với chi giang của anh đấy. Anh phải cẩn thận nhá. Anh nói như vậy rồi người ta vơ đũa cả nắm. Và tôi thì tôi nói giọng Bắc thì tôi hỏi được. Chứ anh đặt câu hỏi như vậy là anh sẽ bị vu khống là phá hoại tình đoàn kết dân tộc này. Anh nói giọng Nam. Tôi sợ mai mốt là không. Báo là đó là tỉnh Tiền Giang, là không, nó bảo tỉnh Tiền Giang. Chết mẹ. Nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao toàn các tỉnh miền Bắc không à? Rất kỳ vậy ta. Rất kỳ vậy. Miền Bắc là cái nôi xã hội chủ nghĩa hay là cái đấy nó gian? Không, là tại vì cái nó gian quen rồi, đỉnh cao trí tuệ. Hay là gian là truyền thống rồi, nó thuộc về đỉnh cao trí tuệ cho nên nó khổ. Thực tế là như vậy, quý vị đọc báo quý vị thấy những cái tỉnh mà bây giờ đặt câu hỏi đang bị đặt nghi ngờ để đố hỏi vân vân á, thưa quý vị toàn miền Bắc không. Anh lại không hiểu nữa, làm sao nữa. Bởi vì cái đó là thường thường đó là con cái lãnh các vị lãnh đạo là ở ngoài đó. Con cái lãnh đạo thì dĩ nhiên là phải ở ngoài đó. Thì nếu mà con cái lãnh đạo lên làm lãnh đạo thì là hạnh phúc của dân tộc. Đấy, thì là không, tất cả chỉ vì hạnh phúc của dân tộc. Tôi nghĩ rất là thực tế thôi, quen rồi. Tại mấy cái miền Nam này vớ vẩn đấy, chứ còn cái chuyện nó xảy ra hàng không phải đến bây giờ, không phải đến ngày hôm nay có chuyện điểm thi rồi nó lưu bày được cái làm toáng lên được cái anh gì, cái chuyện mà gian lận sửa điểm với lại cái chuyện mà sửa đổi, cái chuyện mà mua chuộc các thứ ở miền Bắc nó đầy. Thế nó quen rồi, người ta quen rồi anh ạ, nó không làm như vậy mới là chuyện lạ. Văn hóa xã hội chủ nghĩa nó là như thế. Thế ra phải nói thì kiểu như cái cô gì, cô Ngọc Trinh hả, không làm như thế cặp đất vàng à. Nhưng thôi, bây giờ cái chuyện học hành cũng nhức đầu quá. Chúng tôi có chuyện ăn nhậu nè, chuyện đi vui. Chuyện bây giờ chúng tôi không ở miền Bắc, chúng tôi vô miền Trung Hà Tĩnh. Huyện nói gì về việc xã nợ tiền ăn nhậu nhiều năm? Thông tin với bà phóng viên Báo Dân Việt thì ông Nguyễn Xuân Thủy là phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh cho biết là liên quan đến việc các lãnh đạo xã ở huyện Kỳ Anh nợ tiền ăn nhậu nhiều năm, huyện đang yêu cầu có một số xã trên địa bàn báo cáo sự việc để đưa ra hướng xử lý. Tức là mấy ông này ông đi ăn nhậu, ông thiếu tiền đó. Nhưng mà khi thiếu tiền như vậy đó là
biên bản nợ tiền nhậu của xã Kỳ Tân do kế toán trưởng Võ Thị Thanh Hường ký. Đã, kế toán trưởng ký đàng hoàng nha. Mà chị này thì chị rất là nói chuyện hồn nhiên nữa. Rất là hồn nhiên, báo như thế này. Từ năm 2015 đến 2017 đó, trong một số cuộc tiếp khách, tôi ký tên xác nhận khoản nợ tại nhà hàng cho xã. Tuy nhiên, số tiền nợ này khá khiêm tốn. Một số xã khác nó còn nợ nhiều hơn chúng tôi. Quý vị thì nói ra một tí thế là lên lòi này. Rất là vô tư. Chúng tôi cũng nợ, nhưng mà không trả nhầm nho gì. Nó sẽ khác nợ nhiều hơn. Thế thì quý vị, huyện có bao nhiêu xã mà xã nào nó cũng nợ tiền nhậu như thế này, thì tôi nghĩ mấy cái chỗ mà buôn bán ở Hà Tĩnh nó cũng tội nghiệp chứ hả. Thảo nào người ta mới khuyến khích uống bia nhiều. Không hiểu được. Rồi anh Bộ Công nhiều. An nói, báo Dân Trí đăng Bộ Công An nói như thế này. Luật an ninh mạng không tạo rào cản, không chống lại loài người. Bộ Công an khẳng định luật an ninh mạng không chống lại loài người, không bịt miệng dân chủ, không tạo rào cản, không tăng thủ tục hành chính, không tăng giấy phép con và không cản trở hoạt động bình thường đúng luật của các tổ chức cá nhân. Không cản trở gì hết. Không có gì hết. Thì đúng, không có cản trở gì đâu. Chỉ bóp cổ thôi. Thưa quý vị, chưa có luật đó. Nó chưa có luật ấy, ra tòa nói một cái gì mà không vừa ý, nó ra bóp cổ, nó đòi ra ngoài rồi. Mà còn có luật, có luật thì nó kinh hoàng cỡ nào. Thưa quý vị, an ninh mạng thì thưa quý vị, trên Facebook người ta có những cái hình cũng rất là hay. Cho nên là người ta, dĩ nhiên người ta làm Photoshop thôi. Có một cái, xin lỗi, là hình của một con chó. Nó đang mở quyển sách. Quyển sách nó để cái chữ là Animal Law. An ninh mạng á, tức là bây giờ người ta lấy cái chữ an ninh mạng đó, thì người ta ghép thành tiếng Anh là chữ animal law. Luật của thú vật. Mà con chó thì nó đang chăm chú nó đọc cái quyển đó. Họ đưa ra một cái chứng cứ nó rất là buồn cười trong cái bài viết này. Thưa quý vị, luật an ninh mạng bảo vệ quyền trẻ em trên không gian mạng, ý nói là chống như kẻ mà ấu dâm vân vân á, phổ biến những cái hình ấu dâm. Thì thực sự là mình chẳng có cái luật này cấm tất cả mọi hình thức, dù là có internet hay không internet, thì cái luật về chống về ấu dâm nó đã có từ xưa đến nay rồi, phải không ạ? Cái ông mà làm trò đồi bại với lại mấy em mà ngoài Vũng Tàu mà rồi đưa ra tòa bị xử án nhẹ vân vân đó, thì họ đâu có cái luật mà gọi là chống ấu dâm này nó đã áp dụng từ xưa này, nó đã có rồi đâu. Mà cần... cái ông đó ông cũng đâu qua internet đâu, gì đâu. Ông đi vô đồng xóm của ông thôi. Những cái chuyện mà họ nói là trên này, họ chỉ có một cái nó rõ ràng cho mọi người thấy là từ xưa họ cai trị người dân bằng cái kìm, thì bây giờ thì cái kẹp, đơn giản như vậy thôi. Không có kẹp thì cái kìm cũng vẫn là cái kìm, là nó vẫn là kẹp của người ta rồi, nhưng mà kẹp nó chắc ăn. Thì quý vị, chúng tôi rất tiếc là không đủ thì giờ. Thì chúng tôi tin vào lời của ông Thủ tướng bảo rằng là 4 năm nữa thì Việt Nam sẽ bằng Singapore, Hà Nội sẽ vượt qua, bằng sẽ đuổi kịp Singapore và Hồng Kông. Mà tôi nghĩ ngay bây giờ thì là Việt Nam đã vượt hẳn các nước khác. Anh nghĩ vậy. Về lĩnh vực nào không biết, chứ về lĩnh vực mà nâng điểm thi thì mấy em kia nó thua mình xa. Tôi nghĩ chắc nó 100 năm nữa nó cũng không bằng mình về cái khả năng đó. Chào tạm biệt quý vị. Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thông tin thương mại của Quê Hương Media, và xin được chào tất cả bà Ngọc. Bà Ngọc xin được chào tất cả anh Khôi, và bà Ngọc cũng xin được chào tất cả quý khán giả của Quê Hương, khán thính giả chứ, của Quê Hương Media. Vâng, thưa quý vị thấy cái background sau chúng tôi đây là ước mơ của hầu như tất cả mọi người, những người mà mùa hè này muốn đi chơi xa mà không có dịp đi chơi xa. Anh Khôi là Bảo Ngọc nôn nao muốn đi biển ngay tức khắc. Ở San Jose relax quá. Ở San Jose này mà đi ra biển thì cũng hơi xa, lái xe cũng cả, nếu Monterey hoặc là Santa Cruz cũng, hay là San Francisco cũng phải từ 1 tiếng đồng hồ trở lên, phải không ạ? Thực sự ra nếu mà mình so sánh với những tiểu bang khác thì Bảo Ngọc nghĩ là California rất là lý tưởng. Đi ra biển cũng có 1 tiếng, đi trượt tuyết thì cũng có chừng 2-3 tiếng là có tuyết rồi. Cho nên những cái tiểu bang khác qua đây đó anh Khôi, bạn của Ngọc nói là ở California sướng quá. Đúng là thiên đàng phải không ạ? Dạ, mới chỉ còn khăn là không đủ tiền mua nhà.
riêng Nguyên Khôi thì tôi có lẽ bị bận việc nhiều quá, cho nên cứ mỗi lần mà nghĩ đến cái chuyện mình đi ra biển chơi thì hầu như nó trở thành một, nó vẫn là một cái ước mơ hoài mà chưa làm được. Yeah. Thì thôi mình lúc nào đó mình cũng sẽ phải cũng retire, mình phải nghỉ ngơi, mình có dịp đi ra ngoài. Thì ít nhất bây giờ mình thấy ước mơ nó vẫn còn rất là đẹp, thưa quý vị. Và những quý vị nào mà có dịp đi chơi mùa hè mà Nguyên Khôi tin chắc là rất đông quý vị đi ra biển thì chắc là đẹp lắm. Và bà Ngọc, có đi chơi hè, mùa hè ở Hawaii bao giờ chưa? Trời ơi, đó lại thôi lại làm cho bố Ngọc thấy tuổi thân quá. Chưa đi được biển, năm nay chưa đi trở lại Hawaii. Bố Ngọc rất là thích mê cái biển Hawaii, mà đặc biệt là đi được mấy cái bên Caribbean đó, anh Khôi. Là biển rất là cát trắng nè, và biển ấm, nó còn ấm hơn Hawaii gì nữa. Đẹp trong xanh rồi kia. Đẹp thiệt là đẹp vậy đó. Rồi. Yeah, mình phải bỏ ông đi thôi. Mình xem những quảng cáo truyền hình của Mỹ đó hả? Sandals vân vân. Rất là đẹp thưa quý vị. Đẹp. Và người ta dùng cái chữ thiên đàng hạ giới thì đúng là những người đúng đó gần như là thiên đàng hạ giới. Chỉ có điều thiên đàng này nó cũng hơi tốn tiền tí thôi. Thôi bây giờ như thế này, chúng ta đang ở mùa hè. Thì mình mở đầu với những cái tiếng cười và những cái nét đẹp của mùa hè. Nhưng mà bên cạnh đó thì thưa quý vị, mùa hè cũng nắng chói chang và cũng có nhiều chuyện mà chúng ta phải lưu ý. Giống tôi lấy vừa qua cũng khôi với chia sẻ Bảo Ngọc trước khi bắt đầu chương trình này, đó cái câu chuyện rất là thương tâm của một người cha, một ông bố chắc còn trẻ thưa quý vị. Ông bố đó buổi chiều thì ở Houston, Texas đến nhà trẻ để đón con về, đứa bé 3 tuổi. Thì khi vào trong nhà trẻ thì không thấy con mình đâu cả. Với đi tìm khắp mọi nơi thì sau cùng tìm thấy con mình, chính ông bố tìm thấy con mình ở trên chiếc xe bus của nhà trường. Đây là cái trường mà nhà trẻ thôi, daycare thôi. Ngày hôm đó đi ra ngoài field trip mà vào buổi sáng cho đến 2 giờ rưỡi thì mọi người về. Về xong thì em bé bị để quên ở trên xe, và khi ông bố tìm được em bé thì thấy không còn động đậy gì nữa cả. Dĩ nhiên đưa đi cấp cứu, đưa đi nhà thương ngay, thì đến nhà thương thì người ta tuyên bố em bé đã chết rồi, trễ quá rồi thưa quý vị. Câu chuyện rất là thương tâm. Thì cảnh sát nói rằng dĩ nhiên đây là một cái accident, không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Họ đã làm việc với các nhân viên nhà trẻ, làm việc với lại người tài xế, thì mọi người đều hợp tác. Nhưng mà cái chuyện nó xảy ra rồi thì chắc chắn là về phía luật pháp thì phải có người chịu trách nhiệm rồi, phải không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà còn gia đình thì sao? Còn khi mà chúng ta gặp những câu chuyện này như thế nào, những cái thảm cảnh như thế này, tại sao nó cứ xảy ra hoài? Đúng năm vậy. Nào mình cũng nghe thấy những cái chuyện tương tự như thế này nó xảy ra. Học thấy vô lý ghê vậy đó. Năm nào cái nhất là anh Khôi đọc câu chuyện đó thì đó là bên Texas. Bên Houston. Houston. Thì bên đó còn khí hậu còn oi bức, nóng đực mình. Cái nóng của nó khủng khiếp hơn ở California của mình. Mà California mình là đã thấy cái mức độ nóng của những cái ngày mà nắng nóng như thế nào rồi. Mình người lớn nè, mình ngồi trong xe thôi. Thí dụ mình chờ một cái người nào đó trong nhà đi vào mua cái gì chút xíu thôi mà mình còn chịu không nổi. 2-3 phút mà chịu không nổi. Chịu không nổi. Huống hồ chi một đứa nhỏ mà trong cái câu chuyện này là 3 tuổi thôi. Thì mình nghĩ nó không có biết kêu la để kêu cứu hay thôi không biết gì cả. Mà sao lạ quá, 3 tuổi mà thứ nhất là vẫn học thấy field trip. Mà field trip thường thường mấy cô giáo là rất là cẩn thận khi thì chắc là bình thường những chuyện này field trip thì chắc họ cũng đã đi cả 100 chuyến cả 1000 chuyến nhà trường này rồi, chứ bao giờ có chuyện này xảy ra. Nhưng mà đôi khi có chuyện gì đó sơ sót thật là thương tâm thưa quý vị. Và câu chuyện này chúng tôi thưa với quý vị, nó cứ xảy ra hoài. Người ta tính là từ năm 1991 cho đến bây giờ đó thì đã có 123 trường hợp tử vong giống như thế này, tức là các em bị bỏ quên trên xe bus hoặc là xe của gia đình. Rồi tiểu bang Texas là một tiểu bang mà có số các em trẻ bị thiệt mạng trong hoàn cảnh giống như thế này nhiều nhất thưa quý vị. Ngày hôm đó thì người ta nói là trong xe hình như khoảng tới 113 độ trong xe, rất là nóng thưa quý vị. Rồi thì cái câu chuyện này xảy ra làm cho mọi người chúng ta một lần nữa nhắc nhau, nhất là những gia đình là có các em nhỏ, nó đau khổ một cái này. Đôi khi thường thường chứ không phải đôi khi, thường thường là khi mà gia đình có các em nhỏ đó thì bố mẹ tại vì quen rồi, cho nên là take care con mình thì tương đối là cái chuyện đó nó cũng xảy ra, nhưng mà
nó tương đối ít xảy ra hơn, mà thỉnh thoảng có một cái chuyện xảy ra là hay đi với ông bà, hay đi với cô chú, tại vì không quen. Đúng, thường thường lâu mới thích. Thí dụ như là cô Bảo Ngọc và ông xã có mấy em bé, bây giờ thì các em lớn rồi, nhưng ngày xưa con bé đi đến đâu mà chở con đi á, thì cũng phải đến con mình, phải không ạ? Và lúc bao giờ cũng vậy thôi, mình đương nhiên mình biết con mình phía sau rồi, phải không ạ? Còn nhiều khi ông bà lâu lâu mới chở cháu đi chơi, và nhất là cô chú còn trẻ chở cháu đi chơi, trường hợp này xảy ra rất là nhiều. Đưa cháu đi chơi và nhiều khi chỉ nghĩ là mình chạy vô trong cái 7-Eleven hoặc là cho nó mua món đồ, cái rồi chạy ra kiếm chỗ đậu xe rất là khó. Nếu bây giờ mình đi vòng vòng rồi, hay là có những cái chỗ mà mình đậu đại cái xe vào cái chỗ đậu đại đi, mình nghĩ đậu đại vào trong này, cái rồi mình chạy vô 2-3 phút sau mình chạy ra. Hay là dẫn rồi bây giờ mà tháo cái ca xít ra rồi đưa rắc lên đưa xuống rắc rối không quen như là bố mẹ của các em. Mình khi mình cũng ngại, khi mình vô trong đó cái mình vô tình mình quên, hoặc là gặp người quen nói chuyện cái quên gì đó, xe on xe hay là gặp người quen đó, gặp người quen cái nói chuyện một cái rồi cái quên hết cháu ở ngoài xe. Những cái chuyện này nó xảy ra và nó cứ xảy ra hoài, rất là tội nghiệp, rất là thương tâm. Thì xin nhắc mọi người, chúng ta nhớ cái điểm đó dùng, nhớ cái điểm đó dùng. Và thí dụ như là mình có con mà hôm bữa mình có nhờ ông bà đưa cháu đi chơi, hay là kỳ này sắp tới birthday của cháu đưa các cháu đi mua quà hay đi đâu đó chẳng hạn như vậy, hay đưa cô nhờ cô chú trông coi các em các cháu, nhớ cẩn thận dùng. Cái chuyện này nó xảy ra rất là thường. Nếu có đi đâu phải chú ý đến các cháu. Dĩ nhiên bên cạnh đó cái chuyện cũng mùa hè nó cũng xảy ra, liên quan tới các em là cái chuyện những gia đình có hồ tắm á, thì cứ việc cẩn thận, thỉnh thoảng có những cái tai nạn nó xảy ra. Nó ít hơn nhưng mà nó cũng xảy ra. Đó là những điều chúng ta cần phải nhớ trong mùa hè này, thưa quý vị. Ngoài những hè nó có vui nhưng mà chúng ta cũng phải luôn luôn cẩn thận. Với những đứa trẻ thì chúng ta phải luôn Tôi học nghĩ là luôn phải chú ý tới con em mình, lấy nó ra chứ không có ỷ y được ha quý vị. Và một cái nữa là không ỷ y là đi ra ngoài nắng mà quên xích kem dưỡng da, kem chống nắng của đàn. Tức là bảo vệ da phải không ạ? Mùa hè là đúng cô Bảo Ngọc phải đi thẳng quá, đi trực tiếp quá. Thôi thì Bảo Ngọc thấy những cái sản phẩm của Đài Quê Hương luôn luôn có SPF chống nắng, cho nên Bảo Ngọc nhớ mấy món nghề nghiệp chút xíu. Thưa quý vị, Bảo Ngọc nói chuyện đó rất là đúng. Mùa hè là dĩ nhiên là chúng ta phải cẩn thận chăm sóc cho làn da của mình hơn, tại vì nắng hơn, chói chang hơn, nó vậy đó, là cháy da mà, cháy da đốt cháy. Khi chúng ta cần khi mà da chúng ta bị cháy là nó nóng rát đó quý vị, rất là khó chịu. Và để lâu để dài nó còn có thể có những cái biến chứng nguy hiểm hơn nữa. Và bên cạnh đó thì dĩ nhiên là thoa kem là điều chúng ta phải nhớ rồi. Nhưng mà chúng ta cũng nên có cái nón ở trên đầu, phải không ạ? Đúng rồi, uống nước nhiều. Uống nước nhiều. Đó là những điều mà chúng tôi nhắc nhở với quý vị về mùa hè. Hôm đầu mùa đó, những ngày trước đó, thì Đài Quê Hương cái máy lạnh nó bị hư, thì bây giờ Quý Khôi đã làm hết nhiệm vụ của mình, tức là máy lạnh nó work này rồi, cho nên các anh chị em nó cũng đỡ than phiền chút xíu. Tuy là cái phòng tôi này thì hơi nóng, là cái này phía dưới nó không có máy lạnh xuống như này. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà quý vị đứng đây thì quý vị sẽ thấy được cái hơi nóng ở màn ảnh đằng sau, và cái đèn nó luôn luôn rọi vào phía đằng trước. Cho nên chúng tôi đã xài đèn LED rồi nhưng mà thực sự nó vẫn tỏa ra sức nóng như thường. Những ngày mùa đông á, thì có cái đèn nó lên thì nó ấm phòng hơn. Nhưng mùa hè thì nóng quá. Vâng, đó là lý do chúng ta gọi là cần đi nghỉ mát là như vậy. Và summer vacation, quý vị đi nghỉ hè ở bất cứ nơi nào đều tìm được và có được những giây phút thật là thú vị, thoải mái, nhẹ nhàng. Enjoy cuộc đời. Bây giờ chúng ta bắt đầu enjoy những sản phẩm của Đài Quê Hương giới thiệu với quý vị. Đúng vậy. Rồi, mời Bảo Ngọc trước đi. Anh Khôi muốn Bảo Ngọc giới thiệu về mỹ phẩm trước ha. Đúng rồi. Vậy thì chúng ta cũng còn một những cái ngày hè trước mắt, cho nên Bảo Ngọc hồi nãy nhắc nhở quý vị là xài kem đó. Thì với những cái bộ kem của Đài Quê Hương rất là có tiếng với khán thính giả lâu dài rồi. Thứ nhất là Bảo Ngọc nhắc tới cái bộ hồng sâm. Bộ kem hồng sâm thì dĩ nhiên là cái chất lượng nó rất là tốt khi mà làm từ những cái hồng sâm nổi tiếng của Đài Hàn. Trong đó thì có 7 món anh coi ha. Có rửa mặt nè, có serum nè, có kem mắt nè, kem mắt và kem dưỡng da.
và trong đó thì có những cái site cho quý vị đem đi travel được. Mới nhắc là quý vị đi nghỉ mát đó. Cho nên và ngoài đó thì còn có cái mẫu mã, cái hộp làm trang trọng rất là đẹp. Cho nên nếu mà quý vị nào có cái nhu cầu mà để tặng người thân, bạn bè, gia đình đó đó, thì Bảo Ngọc suggest là mua cái bộ này. Bộ này này thưa quý vị, cho nó ràng, lắc 120 đô la thôi. 120 đô la, và chúng tôi sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị và không có tính tiền cước phí thêm nữa thưa quý vị. 120 đô la là that's it. Rồi. Toàn bộ ở trong đó hết. Rồi, kế tới thì nếu mà sẵn mà nói bộ đó thì Bảo Ngọc nhắc luôn là có cái bộ của Nhật, Shirohi. Thì trong đó có 3 món rửa mặt, serum và kem dưỡng da. Thì bộ của Nhật thì nó mắc hơn tí xíu thôi, 150 đô la ha quý vị ha. Mà nếu mà quý vị nghĩ là quý vị chỉ cần một trong 3 món đó thì chúng ta cũng có thể mua riêng được. Riêng được. Cái rửa mặt thì cái foam 30 đồng. 30 đồng. Kem thì là 60 đồng. 60 đồng. Dạ, kem 60 đồng. Còn bên serum thì là 60 đồng cho quý vị. Bộ gồm có 3 thứ. Nhưng mà đa số quý vị đều mua một lần chung. Tại vì đi một set như vậy thì quý vị xài nó sẽ hiệu quả hơn. Đúng rồi. Và nhất là quý vị mua từ Lạc Quê Hương, nếu quý vị mua một set luôn á thì quý vị không phải trả tiền cước phí, chúng tôi sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị mua từng thứ một á thì chúng tôi sẽ phải tính thêm tiền cước phí, mỗi một thứ như vậy là 5 đồng. Và nếu mà quý vị mua chung luôn thì không phải trả tiền cước phí. Rồi. Để kế bên đó thì mình còn có cái này cho những người mà không có thời gian nha quý vị. Chỉ có cái thời gian mình quẹt chút xíu BB cream của hãng Mizon. Trong này cũng có SPF chống nắng tới 50. Rất là mạnh. Dạ. Và cái này thì Bảo Ngọc ưa nói là nó không những mà nó chỉ chống nắng mà nó dưỡng da nữa, làm mờ những cái tì khuyết mà trên da chúng ta có. Và sáng và trắng da và chống anti wrinkle luôn, chống nhăn luôn. Chống nhăn nữa. Và mình làm luôn, làm một cái lớp foundation để chúng ta chỉ có cần nhẹ thôi. Ví dụ đi làm á quý vị, đánh lên một cái lớp, rồi chúng ta thoa một chút má hồng, một chút kẽm mắt, mascara, chút son môi là đẹp rồi ha quý vị. Đẹp ha. Rồi, tự tin rồi cho quý vị. Và một cái cây kem như thế này, cho quý vị, là 30 đồng. Nếu mà quý vị, cái này của hãng Mizon, và sở dĩ chúng tôi nhấn mạnh của hãng Mizon, tại vì BB cream thì của nhiều hãng khác nhau, nhưng mà hãng Mizon là một trong những hãng nổi tiếng nhất về mỹ phẩm của Đại Hàn. Nó sản xuất rất nhiều các loại mỹ phẩm khác nhau, bán rất là phổ biến. Cái sản phẩm này thưa quý vị, nếu mà quý vị mua một cái cây kem như vậy, một cái tube kem như vậy thì 30 đồng cộng thêm 5 đồng tiền cước phí. Nhưng mà nếu mà quý vị mua một lúc 5 hộp thì cũng chỉ trả có 5 đồng tiền cước phí mà thôi. Tại vì một hộp chúng tôi cũng bỏ vào cái hộp đó, một cây chúng tôi cũng bỏ vào cái hộp đó, mà 5 cây cũng bỏ chung một cái hộp như vậy, tiền cước phí nó y hệt như nhau. Cho nên chúng tôi bình thường nó khoảng 7 đồng mấy, nhưng mà chúng tôi tính 5 đồng cho nó chẳng dễ nhớ cho quý vị. 5 đồng thì cước phí nếu mua một, còn nếu mà quý vị mua nhiều tới 5 hộp thì cũng chỉ là 5 đồng tiền cước phí mà thôi. Mua một lần cho nó tiện đi ha quý vị. Và thực sự ra thì nhiều người mua như vậy đó bằng lòng, tại vì thực sự ra người ta thích loại này. Đúng rồi. Và mua lắt nhát lên nhát thì đôi khi cứ sợ nó hết hàng, nó là phải chờ đợi. Học tính nhắc cái đó ra. Hết hàng là tại vì cái này đó thật có những có nó phải không? Dạ vâng, hết rồi. Lâu lắm đó. Bây giờ phải chờ đến tháng 8 mới có. Thì quý vị cái đợt tháng tới là về tháng 8 mới có. Nó khổ một cái là chúng tôi không chủ động được, tại vì mình làm việc chung một cái đài truyền hình Đại Hàn. Cái hãng họ nói họ có hàng thì mình bán cho họ. Mà hàng hết rồi, mình cũng không biết làm sao được bây giờ. Đôi khi mình cũng thúc họ, cũng nhắc họ, nhưng mà cái cách làm việc của họ nhiều khi mình cũng không hiểu được. Dạ, Bảo Ngọc kẹt trong trường hợp đó rồi cho nên hiểu lắm. Đó từ có sẽ tạm thời hết, đến tháng 8 mới có. Nha. Rồi bây giờ bà hết cái đó thì Bảo Ngọc mời quý vị xài bộ khác đi. BRTC đi. BRTC, tại vì BRTC này là cũng nổi tiếng lắm. Mà trong đó thì chúng ta có hai cái serum nè. Hai cái serum dưỡng da đó. Rất là tốt. Bảo Ngọc đang xài cái bộ này cho nên Bảo Ngọc mạnh miệng để giới thiệu đến quý vị đó. Rồi có hai serum, hai kem ban ngày. Cái kem ban ngày là BB cream đó, cũng BB cream mà cũng BRTC. Mà cái này là cái loại mới. Thì luôn luôn thì người ta ra cái công đợt sau đó, công thức nó tốt hơn. Và có chống nắng luôn. Rồi. Ban đêm thì chúng ta sẽ có 5 cái hũ kem dưỡng da
mà như bạn Ngọc hay thích đó là cái mùi thơm nhẹ nhẹ của cam, và khi sức lên đó thì quý vị feel được liền à, cái da mình rất là mịn và nhất là tốt cho mấy người mà da khô đó. Đó thì bạn Ngọc suggest cái bộ BRTC. Và một bộ BRTC như vậy 9 món gồm có 5 đêm, 2 ngày và hai serum, tổng cộng 9 thứ như vậy có... mà không phải thứ nào nhỏ xíu được nha, không phải mấy thứ sample đó nha, lớn là full size đàng hoàng tới quý. Mà chỉ có bao nhiêu? 105 đồng. Thực quý vị 105 đồng mà thôi, gọi cho là cứ 408-645-5575 hoặc là 408-645-5580, ngay số sale của Quỳnh Khôi là 408-859-2416. Dạ vâng. Rồi. Một chút xíu về Perfect Skin. Perfect Skin thì thường thường là Ngọc nói cái bộ gì? Giá cả hoàn hảo và cho chúng ta một cái làn da hoàn hảo. Tức là bộ đó làn da hoàn hảo. Bộ đó có 5 cái foundation phải không? 5 cái cover foundation. Phấn rất là tốt quý vị. Mà trong đó cũng có SPF và có một cái hũ kem dưỡng da ban đêm. Rồi có một bộ 4 cái vít chì để tô viền môi nữa phải không? Dạ. Rồi và có một 8 cái bông phấn để đánh và một rồi. Cái hộp túi để đựng make up ở trong đó. Rồi cảm ơn bạn Ngọc đã giới thiệu những loại mỹ phẩm mà quý vị thấy là phải nói là thực tế là rất là tốt, giá cả rất là vừa phải, đang được giới thiệu tại Đài Quê Hương và không phải mới giới thiệu ngày hôm nay mà chúng tôi đã giới thiệu với quý vị lâu dài rồi và quý vị tiếp tục mua. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Sản phẩm Đài Hàn, giá thì Đài Hàn và Việt Nam giống như nhau và mua trực tiếp từ người Đài Hàn. Cái này bọn mình nghĩ giống như là cái giá wholesale vậy đó. Giá wholesale. Mà những cái sản phẩm này không phải chỉ có Đài Khương mới bán. Mà quý vị có thể tìm mua được ở trên Internet, trên Amazon hoặc eBay. Quý vị cứ tìm mua. Có thể là quý vị sẽ thấy cái sản phẩm y hệt như thế này. Cũng bán trên đó, nhưng mà cái giá thì nó khác. Quý vị sẽ thấy họ, tại vì thường thường đa số họ bán trên đó, họ bán lẻ. Bán lẻ không à. Bán lẻ thì cái giá nó cao hơn rất là nhiều. Đôi khi nó cao gấp 2, gấp 3 lần. Mình mua ở đây cái giá sở dĩ nó có cái giá như thế này, quý vị để quý vị thấy đó. Chẳng hạn bộ BRTC đó là cái công ty này họ gom thành một cái collection luôn, một cái set luôn để bán cho quý vị. Và thường thường khi mà như vậy thì cái giá nó hạ hơn. Điều quan trọng không kém là vấn đề, ngoài cái vấn đề giá cả ra, đó là cái nguồn gốc của cái sản phẩm này. Thưa quý vị, một cách rất là thực tế chúng tôi xin thưa với quý vị là có rất nhiều ở các thị trường mỹ phẩm mà bán cho người Á Đông nói chung và riêng người Việt Nam đó, thì thực sự đã có nhiều sản phẩm mình cũng không biết cái nguồn gốc nó thực sự là ở đâu. Chúng tôi đã thấy có những cái sản phẩm mà họ để made in USA mà thực sự ra về sau này mình đọc trên Amazon hoặc là eBay, những cái người mà người ta mua những cái sản phẩm đó, người ta có cho biết đó, người ta nói rằng là những cái sản phẩm đó họ nghĩ rằng là làm từ China. Mặc dù nó in là như vậy. Cho nên thưa quý vị, những cái sản phẩm họ in là made in Korea, made in Japan. Mà nếu mà quý vị biết được là chắc chắn 100% nó xuất phát những nơi đó thì chúng ta tin tưởng dùng. Còn nó trôi nổi trên thị trường hoặc là thưa quý vị, nói rất là thực tế là giá mà nó hời quá đó, mình cũng phải là câu hỏi chứ phải không ạ? Dạ đúng. Mình có quyền là câu hỏi chứ. Nếu mà chẳng hạn như mình nhất là thực tế mình đến cái độ mà nhiều khi mình không biết là có nước nào ở ngoài cộng đồng Việt Nam ra có bán cái sản phẩm nào mà mua 1 tặng 3 tặng 4 hay không, thì mình thôi chưa hề thấy. Hình như là người Mỹ cũng không có cái lối buôn bán kiểu đó. Các sắc dân khác hình như cũng ít khi nào có sắc dân nào mà có cái lối buôn bán mà kiểu mua 1 tặng 3 tặng 4 phải không ạ? Đồng ý mình bán cái sản phẩm đó rẻ thì mình cứ nói rẻ đi. Thí dụ bây giờ mình bán nó 20 đồng thì mình bán 20 đồng, người ta mua 3 cái, người ta mua 4 cái thì người ta mua, thì người ta được rẻ thì người ta mua nhiều phải không ạ? Còn đây mình nói nó, thí dụ mình nói tự nhiên mà sản phẩm mình nói cái giá gì đâu đó mình tặng 3, 4 tự nhiên người ta question tại sao mà sẽ mua 1 mà tặng 3 tặng 4, thực sự là như vậy thôi. Không có phê bình ai, không có đụng chạm, không muốn đụng chạm với ai, nhưng mà chúng tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Lạ quá, chuyện lạ rồi. Bây giờ mình bước sang những cái sản phẩm khác về vấn đề dưỡng thảo. Thì chúng tôi giới thiệu với quý vị Fukuda, như giới thiệu với quý vị đây. Và cái, có nhiều người là hỏi là bao giờ thì lại có cái chương trình promotion double cái quà tặng nữa, thì thực sự đã câu trả lời là chúng tôi không biết. Cho đến khi nào có thì chúng tôi sẽ thông báo với quý vị. Chỉ nhắc với quý vị là những sản phẩm này, các loại Fukuden, hai loại Fukuden chính mà chúng tôi có là Kaiko Fukuden và Yoho Megabu Fukuden thì đang có từ Đài Quê Hương, loại viên
Yoho thì có thêm loại nước nữa thưa quý vị. Những sản phẩm này giúp cho quý vị có một sức khỏe rất là tốt, quý vị ăn ngon, ngủ ngon hơn. Quý vị làm những nghề mà nhiều tiếp xúc với hóa chất nhiều, là nghề nail hay là ta lao động chân tay nhiều, nghề construction, chúng ta về mệt mỏi trong ngày, ăn không được, ngủ không được. Hay là những người lớn tuổi rồi thưa quý vị, đến lúc nào đó cơ thể của mình nó có bị suy nhược đi, mình không ngủ ngon nữa, giấc của mình nó không tròn hoặc là trằn trọc, hay là mình ăn không thấy nó ngon miệng như ngày xưa nữa, thì những người đã dùng những cái loại dược thảo này cho biết mỗi ngày một viên thôi, họ thấy nó thay đổi liền. Và chúng tôi cũng rất vui để thưa quý vị và nhắc lại điều này là số khách hàng mà đã dùng rồi tiếp tục gọi lại order càng ngày càng đông. Hầu như là bây giờ người đã mua rồi, sau một thời gian sử dụng hết thuốc là đều gọi lại order, vì họ thấy cái hiệu quả rất là tốt và họ còn giới thiệu cho bạn bè thân nhân. Cảm ơn quý vị đã sử dụng những loại này. Khi mà quý vị mua 250 đồng một hũ Kaiko hoặc là Yoho Megabu Fukuden đó, thì quý vị sẽ được tặng một số sản phẩm. Bây giờ chỉ còn có mấy quà tặng này thôi. Ngày hôm trước thì có cái loại sữa ong chúa phối hợp với collagen và tổ yến thì cái loại đó hết rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ còn Crocetin là thuốc bổ mắt 30 viên. Chúng tôi có nghệ và gừng là cái này là 100 viên. Và chúng tôi có tỏi đen, hộp tỏi đen như vậy là 45 viên. Thì thưa quý vị, những cái sản phẩm này nó tốt, cái này cho mắt, cái này nghệ và gừng thì nó tốt cho hệ thống tiêu hóa của quý vị, hoặc là nó chống lại vấn đề nhiễm trùng. Quý vị nào bị lở loét bao tử hay là quý vị mới giải phẫu trong đó mà quý vị muốn nó không bị làm độc đó, thì quý vị cái sản phẩm này giúp cho cái vấn đề sát trùng, chống nhiễm trùng. Rồi tỏi đen thì nó có tác dụng chống lão hóa, và những người làm bị cholesterol cao trong máu thì nó giúp mà để điều trị những vấn đề đó. Những sản phẩm là mình mua một cái Yoho hoặc là Kaiko Koiden thì được một hũ, được chọn một trong mấy thứ này, ba thứ này. Vâng, ba thứ này. Ngoài ra quý vị nào mà mới lấy Q10, quý vị đã dùng Q10 rồi và quý vị, nhiều quý vị nhất định phải lấy Q10 thì Q10 nó tới 120 đồng, nó gấp đôi cái hũ bình thường. Cái hũ ngày xưa tặng đó 60 viên thì bây giờ cái hũ này là 120 viên thì quý vị trả thêm 20 đồng nữa thưa quý vị. Và nếu mà quý vị mua thì quý vị ở trong nước Mỹ thì quý vị không phải trả tiền gốc phí cho cái sản phẩm này. Nhưng mà nếu mà quý vị ở ngoài nước Mỹ thì quý vị có thể phải trả như ở Canada, hay là chúng tôi nói là trả thêm 20 đồng. Nhưng mà quý vị Canada là trả ít nhất là khoảng 27-28 đồng, còn Úc thì 43 đồng nữa. Đi châu Âu 3 mấy đồng thì quý vị rất là mắc. Nhưng mà tôi đã nói 20 đồng là chúng tôi sẽ giữ 20 đồng. Nếu quý vị mua một hũ, quý vị mua hai hũ thì quý vị 20 đồng thì thành 30 đồng. Tại vì cái tiền cước phí mà đi ra ngoài quốc nó tính theo cân, cho nên nặng hơn thì mình trả nhiều hơn một chút. Nhưng mà vẫn là ít hơn cái số tiền mà quý vị thấy tôi trả khi mà quý vị nhận được cái sản phẩm đó, đó. Nhiều khi 50 mấy đồng. Quý vị mua hai cái Kaiko này gửi sang Úc là thấy 50 mấy đồng rồi. Trong khi đó thì chúng tôi chỉ tính quý vị có 3 triệu đồng mà thôi. Tiền cước phí mà thôi. Vâng, đó là một số to quá cái nghệ. Cái to cái này hả? Lâu rồi mình cũng nói ha. Đấy quý vị, đây là nghệ, cũng là nghệ, nhưng mà nó khác cái nghệ gừng ở một cái chỗ như thế này. Nghệ gừng này á thì là hai thứ đều của Nhật Bản. Đều làm từ nghệ và lấy củ nghệ được trồng tại Okinawa, Nhật Bản. Cái khác nhau là thứ nhất về công ty sản xuất, thì cái công ty mà cái hộp vuông vuông mà chúng ta đang cầm trên tay đây là công ty mà sản xuất là cái máy Kangen, máy nước Kangen đó. Và cái công ty này họ sản xuất, họ có rất ít mặt hàng ngoài máy Kangen ra, họ có thêm cái loại nghệ này nữa thôi và một hai sản phẩm nữa. Thì cái nghệ này đó là họ trồng của nghệ trồng tại Okinawa. Và những cái đoạn từ giai đoạn trồng cho đến khi đoạn thu hoạch, rửa rồi sau đó họ ép thành dầu để làm tinh dầu thành viên như thế này thì đều là sử dụng nước Kangen hết thưa quý vị, rất là tinh khiết và rất là tốt. Rồi họ ép thành dầu để họ làm viên, và một hộp như thế này có 100 viên giá 90 đồng. Xin nhớ đây là tinh dầu của nghệ, còn loại này thưa quý vị thì nó rẻ hơn. Nếu mà quý vị mua một hũ 300 viên giống như vậy nhưng mà nó lớn hơn 300 viên thì là 50 đồng. Và cái loại này là loại bột nghệ và họ ép thành viên, ép thành capsule, không phải là capsule mà tablet, cho nên nó rẻ hơn. Nó 100% là nghệ, nhưng mà cái này thì nó là tinh dầu, người ta phải ép cái củ nghệ ra để lấy dầu, thì đương nhiên là cái loại này thì nó mắc hơn.
Hai loại cũng tốt cả, tùy theo quý vị thôi. Loại thì nó mắc tiền hơn và loại này thì cái giá nó tương đối nó nhẹ nhàng hơn. Dạ. Quý vị muốn mua loại nào thì cũng gọi cho Đài Quý Hương. Cái viên này là cái bọc của nó cũng là cái bọc của nó cũng là giờ bọc bọc của nó cũng là một thứ cái Phucoden, một thứ rong biển là do nó Phucoden trong đó. Họ làm hoàn toàn thiên nhiên cho quý vị để quý vị an tâm sử dụng. Trước khi chào tạm biệt quý vị thì có lẽ chúng tôi phải nhắc lại, mặc dù đã nói trong một lần trước rồi và thỉnh thoảng trong những giờ tin tức ở trên radio chúng tôi có nói, là cuối tháng này, tức là ngày 31 tháng 7 thì đài truyền hình Quê Hương sẽ chấm dứt hợp đồng với tổng đài Coffee 20.6. Yeah. Quý vị thấy trong những ngày vừa qua là đài 20.6 có một số quý vị không coi được, đang coi được, tự nhiên không coi được. Yeah. Lý do là tại vì họ đã chuyển cái địa điểm phát sóng sang một nơi khác. Họ trước đây họ phát ở ngay San Francisco, bây giờ họ chuyển về cái khu San Bruno thì phải, gần gần San Francisco. Và họ đổi cái hướng phát sóng đi. Oh. Họ đổi cái transmitter. Cho nên có nhiều nhà thì không phải scan lại. Yeah. Cứ để yên mà coi, như chúng tôi thì cứ để yên mà coi, tự nhiên là nó được thôi, một chút sau nó được. Mình muốn chắc ăn thì mình scan lại thôi. Yeah. Yeah. Còn có đa số quý vị ở San Francisco hay Oakland thì quý vị phải scan lại. Scan lại cái tivi thôi. Có người hỏi scan làm sao scan, thì có cái tivi nó gọi là scan auto scan, có tivi nó gọi là program auto program, có tivi nó gọi là channel gì đó thì quý vị. Cho nên tùy theo cái tivi mỗi hiệu họ dùng một cái chữ khác nhau, thì quý vị scan lại cái tivi để cái tuner cái tivi của quý vị nó nhận đài. Dạ, nó tin đài mới. Thì nhưng mà chỉ đến ngày 31 tháng 6 là chấm dứt rồi. Dạ, chúng tôi sẽ không phát hình trên đó nữa. Mà bây giờ quý vị chuẩn bị là scan để tìm đài 16, đài 16 nha. Và trong cái loạt đài 16, 16.1, 2, 3, 4, 5, 6 vân vân á, thì có rất nhiều đài Việt Nam trong đó. Nói một cái khác là đa số các đài Việt Nam trước đây tập trung ở những đài khác nhau, bây giờ tập trung về đó. Yeah. Thì thưa quý vị thì dĩ nhiên là chúng tôi sẽ phát hình ở đây lâu dài, các đài Việt Nam khác cũng sẽ phát hình ở đây lâu dài. Cho nên quý vị nếu mà chưa bắt được đài 16 thì chuẩn bị scan đi, di chuyển cái vị trí đài anten của mình một chút, cố gắng bắt đài 16 đi ngay từ bây giờ. Mà dù quý vị đang scan coi lại mà thấy hiện lên đài 16 rồi, nhiều khi nó chưa có thấy được cái đài, chưa thấy rõ đó, kinh nghiệm của chúng tôi đó thì là mình cứ để yên đó. Dạ, mình chỉ đổi cái vị trí anten thôi. Tại vì cái tivi mình đã nhận được rồi, nó làm xong nhiệm vụ của nó rồi, nó nhận được đài là tốt rồi. Chỉ có cái là cái vị trí của cái antenna nó chưa phải là chỗ lý tưởng nhất. Mình di chuyển, mình lên chút xíu, mình xuống chút xíu, mình sang bên trái một chút xíu, mình ra sang bên phải chút xíu. Hoặc là cái tivi nó quay được thì mình quay nó đi một chút xíu, quay đi một chút xíu, quay chút xíu thôi. Nhưng mà mình đừng có check lại, đừng có scan lại tivi nữa. Mình chút xíu cái mình thấy cái chỗ nào nó vững, chỗ nào nó tốt, chỗ nào nó đẹp là mình để yên địa điểm đó. Và một cái điều rất là quan trọng kèm theo nữa, xin quý vị giúp cho cái này là chung tất cả các đài. Đúng và rồi. Giúp cho bạn bè thân nhân của quý vị là nhắc nhở mọi người, hay là ai có gặp khó khăn gì quý vị giúp nhau để làm sao để cùng coi. Chúng tôi quảng cáo là chung cho các đài chứ không phải chỉ mình đã Quý Hương ở trên đó. Cái dãy đài số 16 đó là nhiều đài Việt Nam lắm. Cố gắng coi quý vị nhé, thì quý vị scan sẵn đi. Riêng đài Quý Hương cũng là 16 nhưng mà là 16.5. Còn quý vị nào mà cảm thấy khó khăn quá không scan được, mà nhà quý vị có internet, có wifi, cách tốt nhất cũng vẫn là có cái hộp Uno thì nó rất là tiện, có hình ảnh rất là đẹp. Và nếu mà quý vị không có hộp Uno nhưng mà nhà quý vị đã có sẵn một trong những cái device sau đây, một cái hộp gọi là Smart TV Box, TV Box đó, nhiều hiệu khác nhau, cái loại này nhiều hiệu khác nhau, quý vị mua trôi nổi trên thị trường chỗ nào cũng có bán cả, thưa quý vị, thì khoảng 4-5 triệu đồng. Ngoài ra có cái loại mà bây giờ cũng trước đây chúng tôi có giới thiệu với quý vị là Roku đó. Thì cái hộp Roku quý vị đã có, nhiều quý vị có cái hộp Roku ở nhà đó, quý vị download cái app nó tên là Uno Space, cách một cái IPTV, hoàn toàn miễn phí. Rồi quý vị download cái app đó xuống và cái hộp Uno hay nhiều hộp để mà xem TV khác. Chúng tôi biết là hình như là bên những cái hộp như là hộp của Amazon Fire hay là bên cái hộp của bên Apple TV Box thì đều có những cái app Uno IPTV. Quý vị download cái app đó xuống và quý vị cũng xem được đài Quê Hương cũng như nhiều đài Việt Nam khác một cách dễ dàng, và hình ảnh và âm thanh rất là đẹp, rất là rõ. Thì hy vọng là, vâng, thưa quý vị, những cái chương trình truyền hình ở hải ngoại được thực hiện hải ngoại thì như là Quê Hương chúng tôi là cố gắng bỏ trong đó rất là nhiều tâm huyết
bỏ thời gian, dĩ nhiên cũng biết, quý vị cũng biết rồi, tâm huyết nữa, cố gắng thực hiện chương trình nào làm sao để nó nói được cái sắc thái đặc biệt của người Việt Nam ở hải ngoại này, đem đến quý vị những cái tin tức liên quan tới đời sống, những cái tin tức giải trí, những tin tức mà quý vị cần biết về chính trị, về xã hội vân vân. Bên cạnh đó, nếu được thì mình cũng chia sẻ với nhau những cái tâm tình của người Việt hải ngoại khi nghĩ về quê nhà, nhất là khi thấy những cảnh bất công, những cái cảnh mà tham nhũng tràn lan, những cái cảnh mà cô Bảo Ngọc chắc là cũng ngao ngán một cái chuyện thi cử Việt Nam bây giờ, phải không? Kinh hoàng quá thì họ mua điểm, xin lỗi, phải mua điểm mà họ gian lận cái vấn đề thi cử một cách, nó phải nói là nó không, chắc không có một quốc gia trên thế giới nào mà nó tồi bại như vậy, thưa quý vị. Tồi bại ngay trong cái vấn đề giáo dục của Việt Nam. Khi mà đọc những cái tin như vậy, chúng ta có thể chia sẻ với nhau những cái tâm tình đó của người Việt khi hướng về quê nhà. Thì đặc biệt chúng tôi cố gắng làm cái công việc đó, thì hy vọng là được cái sự chia sẻ của quý vị. Và nếu quý vị muốn xem chương trình của Đài Quê Hương và quý vị có gì thắc mắc về vấn đề mà làm sao xem được đó, thì nếu chúng tôi có thể giúp được gì thì chúng tôi sẽ cố gắng. Quý vị gọi vào cái số điện thoại của Quê Hương là 408-645-5575 và là 408-645-5580. Số cell của Nguyễn Khôi là 408-859-2416. Rồi, Nguyễn Khôi nói nhiều quá rồi, bây giờ cái phần nhiều còn lại là của cô Bằng Ngọc. Dạ, thì chỉ nhắc lại quý vị là một quý vị mà biết được Đài Quê Hương mà di chuyển về 16.5 và coi được rồi thì gặp những cái bác, cô, chú gì mà chưa có coi được mà đi kiếm Đài Quê Hương á, không biết là ở đâu đó, thì quý vị thông báo giùm ha quý vị ha. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, rồi, Nguyễn Khôi chúc quý vị và cũng chúc anh Khôi có những ngày hè trước mắt còn lại trước khi mà qua mùa thu ha, thật là nhiều vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau.